khoa học IELTS nền tảng, mục tiêu 5.0, ngữ pháp, viết, nói. Giảng viên cùng Việt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kỹ năng tiếng Anh được thực hành làm bài thi IELTS ở mức thang điểm 5.0. Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giảng viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài và đáp án chi tiết. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ cải thiện kỹ năng làm bài thi một cách bài bản nhất, có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS. Bạn là người mới học tiếng Anh hay người mới đi làm muốn cải thiện môn tiếng Anh học thuật của mình, đừng bỏ lỡ khóa học tuyệt vời này.